Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu siêu tải trọng cầu điện các bạn nhé. Ở đây thì nó tất cả các cái phụ kiện của nó đi kèm theo như là dây phanh dầu này, đây là dây phanh tay các bạn nhé. Mình bỏ ra dây số này thì nó có loại số mo và hai số nhanh số chậm. Đây là ba cái dây dầu thì bao gồm có hai cái dây dầu ra cầu và một cái tê chia lên cái tổng phanh. Thì ở đây không có tổng phanh nhá. Có một cái bình dầu này. Thì các bạn làm bình dầu lớn hay bình dầu bé thì tùy các bạn. Và thứ hai nữa là cái tổng phanh của các bạn ấy thì sử dụng cái tổng cho hai bánh hay là cho bốn bánh thì cái đấy là do các bạn thiết kế xe. Cái bộ cầu này thì sức chịu tải của nó là 3 tấn. Sức chịu tải của cây cầu các bạn nhé là 3 tấn. Còn cái sức tải của cái động cơ và 3.000W. Và cái bộ điều khiển này, đây là cái cầu 60V 3.000W. Thì các bạn chạy số chậm thì tối đa nó khoảng 1 tấn rưỡi. Và nói chung khi mình chạy ở cái sức vừa vừa thì nó bền hơn. Đấy, còn cái cầu thì rất là bền rồi. Cầu này sử dụng cái dòng tambua là 5 ốc các bạn ạ. Đấy. Đây. Cái tambua của nó là sử dụng tambua 5 ốc. Cái tim ốc này của nó thì chéo 8. Cái tim ốc này là từ con ốc nọ sang con ốc kia là 8 cm. Và dừng 5 ốc. Cái đường kính tambua này thì nó là 220, tức là sử dụng cái má phanh 220 đấy. Tốc độ động cơ là 13.500 vòng trên phút. Đấy. Thì hiện tại thì cái dòng cầu này bên em có 3 loại là 1m, 1m1 và 1m2. Thì các bạn cần loại nào thì có thể đặt hàng loại đó. Đây là cái vị trí cần kéo số đây. Còn dây này là dây phanh tay này. Đấy, dây phanh tay. Các cầu này ví dụ như rộng 1m thì các bạn lắp bánh nó sẽ lên 1m1. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại được để ở phía dưới màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video.